Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều tối ngày 26 tháng 5, gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ cháy làm 14 người tử vong, tại căn nhà trọ trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vẫn rất đông người dân đến thắp hương cho 14 nạn nhân xấu số, số. Theo đó, người dân hàng xóm đã dọn dẹp phần mặt tiền của ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy để đặt một bàn thờ tạm cho người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân trên đó là bát hương, bát cơm, quả trứng, cùng hoa quả vàng lễ do người trong ngõ cũng là họ hàng của gia chủ khu nhà trọ chuẩn bị sẵn. Một số xe đạp điện và bình chữa cháy vẫn đang được để tại hiện trường ngôi nhà cháy. Ngoài ra, người dân cũng căng bạt để làm phân mái che cho bàn thờ được đặt phía ngoài hiện trường vụ cháy. Họ nhớ đến từng cái tên, từng hoàn cảnh của từng nạn nhân trong thảm họa. Đó là một cặp đôi, tìm đến điểm trọ này để thương yêu cũng để tiết kiệm chi phí sinh sống đắt đỏ nơi phố thị là cặp vợ chồng mới cưới đang mong đợi đứa con đã thành hình 3 tháng trong bụng mẹ, là những thanh niên tuổi chưa đến 30, chăm chỉ ban ngày làm ăn, kiếm sống tích lũy, tối về khu trọ giá rẻ không thôi giấc mơ một ngày tươi sáng, tất cả đã ra đi mãi mãi, khép lại những dự định tương lai còn dang dở. Cậu sinh viên HMT đang trọ ở khu nhà ngày sát vẫn nhớ như in đêm xảy ra vụ cháy, giữa đêm, cậu và các bạn nghe thấy những tiếng nổ lớn, mở cửa chạy ra ngoài thì thấy khu nhà số 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy xe điện của chú hùng có cháy Tê cùng bạn hô hoán hỗ trợ bà con lối xóm sách nước hát vào bên trong cánh cổng đang bị khóa Tê kể lúc ấy ngọn lửa bùng lên rất mạnh ngày cổng vào sân nơi có cửa hàng sửa xe nhiều người trọ ở ngôi nhà ba tầng bên trong kêu cứu nhưng lửa bùng lên rất nhanh chúng tôi chỉ biết chuyển tay nhau từng xô nước hất vào mà không ăn thua một lúc sau khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến thì lửa đã trùm kín cả khoảng sân phía trong xếp hàng nhiều xe máy Do mỗi lần đi ngang qua cổng ngôi nhà số 1, Tê dừng lại thắp một nén hương cho những người đã khuất. Tê ngậm ngùi, những nén hương như một lời chia buồn của em với những nạn nhân xấu số, giá mà có một phép nhiệm màu nào xảy ra. Đoán trước người dân sẽ đổ về để viếng những nạn nhân trong vụ cháy, phường Trung Hòa tiếp tục dựng rào chắn đầu ngách dẫn vào hiện trường và bố trí dân phòng trông coi, giữ an ninh trật tự. Trong hoàn cảnh ấy, những người ở xa đến như DTH chỉ có thể đứng ngoài vái vọng. Hát nói, mình đọc báo coi mạng xã hội thì được biết trong vụ cháy vừa rồi, có những người còn đang đi học, có cả những người vừa mới lập gia đình. Có bạn hôm trước vừa gọi mẹ gửi cho chút tiền ăn bữa tối định sáng hôm sau về quê. Vậy mà chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, thật sự quá xót xa. Đa phần những người đến thắp hương tại đây đều không quen biết các nạn nhân, nhưng thông tin về vụ cháy quá đỗi thương tâm khiến họ mong muốn được thắp nén nhang an ủi vòng linh những người đã mất. Liên quan đến vụ cháy, Chiều ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen đối với bốn cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo đó, bốn người này gồm anh Phạm Quốc Luật là thợ nhôm kính, tối chạy xe Grab, anh Nguyễn Kim Long, còn chủ nhà nơi luật thuê, anh Đồng Văn Tuấn và anh Hoàng Văn Tuấn, khách thuê trọ gần khu vực cháy. Trong thư của Thủ tướng Chính phủ viết vụ cháy xảy ra tại phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy vừa qua là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng hết sức đau lòng và vô cùng đáng tiếc tôi rất xúc động khi được biết các anh phạm quốc luật nguyễn kim long hoàng anh tuấn đồng văn tuấn đã dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm dùng thang leo lên tầng cao và sử dụng búa tạ để đập tường kịp thời giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy thay mặt chính phủ thủ tướng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương khen ngợi hành động mưu trí dũng cảm của các anh đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta như câu ca dao, dẫu xây chín bậc phù đồ, chẳng bằng lam phúc cứu cho một người. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ chính sách hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu người trong vụ cháy nêu trên. Thủ tướng chính phủ kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bình tĩnh xử lý và giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống cháy nổ, chú trọng xây dựng phát triển phong trào toàn dân và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản có chính sách khen thưởng, động viên xứng đáng kịp thời, động viên khích lệ người dân cùng tham gia hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ, xây dựng xã hội an toàn lành mạnh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trước đó ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cũng đã có quyết định khen thưởng đột xuất đối với bốn cá nhân nêu trên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ vụ cháy tại nhà trọ. Tại lễ khen thưởng Bí thư Đảng ủy phường Trung Hòa Trần Ánh Dương bày tỏ trân trọng hành động dũng cảm của bốn người, khẳng định việc khẩn trương tổ chức cứu nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự mưu trí, dũng cảm không ngại nguy hiểm là tấm gương lớn cho tất cả mọi người học tập. Sáng ngày 26 tháng 5, Đại tá Huỳnh Bảo Huyên, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Chi, 35 tuổi ở thành phố Quy Nhơn để điều tra tội tham ô tài sản. Chi là bị hại trong vụ bị lừa đảo qua mạng với số tiền 30 tỷ đồng nhưng cũng là bị can trong vụ tham ô tài sản của một chi nhánh ngân hàng nơi người này làm việc. Theo điều tra ban đầu của công an, trước đó khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 4, trong khi lướt Facebook thấy có cuộc thi marathon dành cho trẻ sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, chi đã đăng ký cho hai con và một cháu của mình tham gia. Tuy nhiên, đây là một fanpage lừa đảo. Khi thấy Chi đăng ký tham gia, người của trang fanpage này liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Sau khi thực hiện theo các bước mà đối tượng lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng. Sau đó, nhóm lừa đảo qua mạng đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu Chi phải chuyển tiếp tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chi tiếp tục chuyển tiền và làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo. Theo Đại tá Nguyên, ban đầu Chi bị lừa mất 1 tỷ đồng không còn tiền, chi nghe theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo qua mạng, chỉ cách tham ô tiền của cơ quan đang công tác. Sử dụng các nhiệm vụ kế toán, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Chi đã lấy của cơ quan gần 30 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản. Chi chuyển hết số tiền này cho nhóm lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng xác minh dòng tiền chi chuyển cho chủ tài khoản là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thể thao Đông Á Việt Nam. Thực chất, đây là công ty ma. Sau khi biết mình bị lừa đảo qua mạng, Chi đã đến công an trình báo, Quá trình xác minh vụ việc truy hỏi nguồn tiền bị lừa, công an phát hiện chi đã tham ô tài sản của cơ quan nên đã thực hiện khởi tố, bắt tạm giam để điều tra như đã nêu. Vụ việc chi bị lừa đảo cũng đang được công an điều tra. Qua sự việc này, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nhắn nhủ, người dân không nên đăng ký hay nghe theo các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội để tránh những hậu quả đáng tiếc. Khi muốn đăng ký tham gia cuộc thi gì cho ai thì đến các cơ quan chức năng để đăng ký.